có chuyến đi tham quan Tokyo trong vòng một ngày. Và điểm đến đầu tiên của mình đó chính là chùa Sensoji. Sensoji là ngôi chùa Phật giáo cổ nhất tại Tokyo. Và cái cổng nhân đứng có tên là cổng chấm Kaminarimon. Và điều đặc biệt ở chiếc cổng này ấy, là có chiếc đèn lồng có chữ Kaminari, chữ sấm ấy. Nên là cái cổng này được gọi là cổng sấm Kaminarimon. Cái đèn lồng này nặng 670 kg các bạn ạ. Và hai bên, một bên là cổng sấm và một bên là không có. Dọc 250m sau chiếc cổng sớm ấy là cái quán nhà, những chuỗi những cửa hàng bán đồ lưu niệm là Kamise. Nhưng mà mình đến sớm quá nên là những chỗ này đóng cửa hết rồi, có mỗi quán này mở cửa thôi. Đi hết 250m con phố này thì sẽ đến một cánh cổng tiếp theo, cái cổng chính thứ hai. Cánh cổng chính thứ hai của chúng ta đây, nhìn tiếng Hán là gì mình cũng quên xứ nó mất rồi. Khá đẹp nhé. Đi qua cái cánh cổng chính thứ hai là chúng ta sẽ đến chính đỉnh, bên trong là có tượng Phật Quan Âm. Người ta chỉ đứng ở bên ngoài thắp hương thôi nha. Hôm nay mình đi tham quan thôi nên là mình cũng không thắp hương gì cả. Mình quay lại video cho các bạn xem. Tòa tháp 5 tầng này thì trước đó là cái cổng chính thứ hai. Điều đặc biệt ở cổng chính thứ hai này là có cái chiếc dép cỏ rất là to nha. Hai chiếc dép treo ở hai cổng. Khá là đẹp nha. Bên đây là Omikuji, là quẻ thẻ đấy. Hiện tại thì hẳn còn sớm quá nên là người ta chưa mở và mình cũng không có nhu cầu muốn rút. Sau khi đi chùa cái cổng sấm ở Asakusa, mình đi thẳng cái đường đấy thì tiếp đến sẽ là có hình ảnh tòa tháp Tokyo Skytree, tòa tháp cao nhất của Nhật Bản, 634m. Và cạnh tòa tháp này là có tòa nhà bia Asahi. Tòa nhà bia này có cái ngọn đuốc màu vàng ấy kìa. Cái đó là công trình kỷ niệm 100 năm thành lập hãng bia Asahi nha. Cái ngọn đuốc màu vàng này tượng trưng cho cái bọt bia họa sĩ người Pháp thiết kế nha. Nhưng mà nhiều người thì lại không nghĩ đó là hình bọt bia đâu, tùy theo ý nghĩa của mọi người. Mình đang trên cái tàu này, nó đi trên cao chứ không phải là tàu điện ngầm. Mình thấy thú vị nên là mình đứng ở ngoài cửa để quay lại video cho mọi người xem nha. Trông khá là thú vị. Hôm nay thì mình đến Tokyo vào một buổi trời hơi mưa lạnh một xíu ạ. Và hiện tại mình đang trên đường đi đến khu đảo nhân tạo Odaiba. Hiện tại thì mình đang ở trong team lab. Cái chỗ này kiểu như là nghệ thuật ánh sáng nha. Mình đi vào đây có thể rất là vì nó có nhiều cửa lắm. Hiện tại thì mình đang ở cái chỗ nhà này là kiểu như toàn người hoa, nó theo cái kiểu hiệu ứng vừa ánh sáng lại vừa âm thanh và vừa hình ảnh nha, cảm nhận được hết tất cả các giác quan. Các bạn cùng đi tham quan với mình nhé. Và ở đây nó có nhiều gương nha, mình có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu lại, nhiều gương cực luôn. Và cây vé để vào đây đấy là 3 sen 2 nha mọi người. Mình đã đặt trước ở trên mạng rồi và mình vào đây mình chỉ cần quét barcode là được thôi. Tiếp theo mình đi sang khu khác nha, rồi mình quay lại video cho các bạn. Ở trước mặt mình ấy, cái hình ảnh kia giống như là dòng suối đang chảy đấy, đang chảy xuyên qua mình. Trông cũng khá là đẹp phải không mọi người? Đây là bằng tất cả dùng bằng nghệ thuật ánh sáng nha.
giống như mình cảm thấy giống như là đàn cá con đang bơi lượn ấy. Trong đây hơi tối một chút vì chưa có hình ảnh nha. Đây là con sư tử nha. Con này giống con trâu hơn chứ nhỉ. Ở cái chỗ này điều đặc biệt là khi bạn đứng ở đây qua thời gian ấy thì nó sẽ đổi ra các hình khác nhau nha, chứ không phải là cố định một hình đâu nha. Con này là con tuần lộc nha. Chỗ này trông có vẻ bí ẩn quá mọi người ạ. Ở đây là có tuần lộc nha. Đây có những con thỏ. Trông khá kinh nhìn được ấy. Không sợ ma vãi à. Ở đây có các gương nha. Thôi mình sợ lắm, mình phải bật flash lên đây. Trông như là sắc ướp ấy. Thôi nha. Lúc này mình vừa đi rồi nha, mình bây giờ nó lại chiếu hình khác nha, chứ nó không chiếu hình ánh sáng như vừa nãy. Đúng tăng thiết giáp ấy. Trong cái nhà này nó mình cảm nhận được có mùi khói. Wow. Vừa rồi là khói các loại màu, bây giờ là khói trắng nha mọi người. Mình cứ đứng đây một lúc nó lại có nhiều cái sự thay đổi khác nhau ạ. Đi chơi là cứ phải từ từ chứ không được nhanh, không được vội. Hà Nội không vội được đâu ạ. Dưới nền nha mọi người. Dưới nền này là cũng là mặt kính ạ. In rõ hình ảnh của mình luôn. Cái này hay này. Ở chỗ này nhiều đèn lồng quá mọi người ạ. Không gian này thật là nóng lực. Cái gam màu nó nóng à, nên mà mình cảm thấy nó nóng kinh. Bên chỗ này là mình đang đứng ở mặt kính để mình xem mọi người bên trong. Và tiếp theo mình sẽ đi hẳn vào bên trong đây nha. Mọi người chờ mình xíu nha. Mình vào bên trong rồi nha mọi người. Thực ra cái chỗ này bên trong nó cũng không rộng đâu, bởi vì là nó có nhiều gương ấy, nên là mình cảm nhận là nó rất là rộng, nhưng thực ra cũng không rộng đâu. Đây là đèn thật nha. Đèn thật này mình không được chạm tay vào đâu nha. Trong đây thật là ảo diệu quá đây. Đây gương đây nha. Mình đây nha. Mặt nào cũng thấy gương kính hết đấy. Dưới mặt này cũng là kính này nha. Mặt kính này nhìn thấy mình đây nha. Ánh sáng ở đây nó đổi màu nha. Vừa rồi mình vào nó là màu đỏ, xong dần dần nó đổi sang màu tím, màu trắng, nhiều màu nha. Đây là nhà bướm nha. Đứng ở chỗ đàn bướm này rồi quay video thì cảm nhận như là nó đang đậu vào người mình ấy. Nhưng mà mình đứng ở ngoài để cho đàn bướm nó tung tăng bơi lượn nha. Cũng là nghệ thuật phản chiếu ánh sáng thôi ạ. Nhiều bướm luôn nha. Nhìn đàn bướm này mình lại nhớ đến cái lần mình đi vườn quốc gia Cúc Phương, cũng nhiều bướm lắm. Chiếu ra cái hình, cái kính này thì cảm nhận này càng nhiều bướm hơn ạ. Nó bay từ dưới sàn nhà lên đến trên trần nhà luôn nha. Cái chỗ này giống như là hình ảnh thủy cung nha. Dưới đây có các loài động vật dưới nước nha. Có hình con cá rồi nhiều loại hình khác nhau.
có một cái môn thể thao nhảy ở dưới kia nhưng mà chỉ cho học sinh cấp 2 thôi, mình không nhảy được. Mặc dù mình cũng muốn nhảy lắm. Cá nhà hình ảnh đẹp luôn. Còn mặt bên kia là có quả bóng tròn tròn, quả bóng xinh xinh nhỉ. Cảm nhận như là mình đang đi dưới lòng đại dương ấy. Con cá này to quá các bạn ơi. Kia có hai chú cá dễ thương luôn. Cá voi đầu nó phải có cái gì gồ ghề lên. Còn con này là cá heo ạ. Vào đây muốn nhảy được nha. Ở dưới là có cái đệm nha. Có mấy quả bóng này to quá. Nó đổ sang màu, đây giống quả trứng. Nhìn mấy quả bóng này mình lại nhớ đến mình đi Ninh Bình có tan viện Ninh Châu ấy, cái hay cái gì đấy. Thiền viện Ninh Châu ấy gì ấy. Ở đấy cũng có nhiều quả trứng. Nhưng mà quả trứng ấy bằng đá nha. Nó không to như này, nó to khoảng tầm như này thôi. Mực nè, tôm cua cá có đủ cá nha, cá ngựa các kiểu, rùa. Chỗ này như là cho mầm non nó chơi ấy. Toàn trẻ em ở đây thôi. Nhưng mà đã mua mất công mua vé nên là mình sẽ phải đi hết những cái chỗ này nha. Cũng khá là đẹp. Ở đây còn có cái bàn mình ngồi mình vẽ tranh tùy thích nữa nha. Nhìn theo hình ảnh mấy con vật này này xong rồi mình vẽ. Ngồi uống trà trong tim lát này có gì khác bỏ so với bên ngoài. Chờ rõ lâu các bạn ạ. Đây là bát trà trị giá 500 yên của mình nha. 500 yên 500 yên tính ra nhân đôi nên thành tầm 100k Việt Nam nha. Xem có gì khác bỏ. Ở đây nó chiếu ánh sáng vào theo cái hình hoa mà cái máy chiếu nó chiếu vào theo hình hoa phản chiếu lên cái cốc trà này nha. Chứ thực ra vị nó cũng không khác gì trà mình tự pha đâu. Để mình uống thử một ngụm cho các bạn xem nha. Xem có gì khác bột. Nó chỉ là, thực ra nó chỉ là màu xanh thôi. Hôm nay về tối mất ngủ thôi mọi người ạ. Uống trà xanh rồi. Ngắm mấy cái hình ảnh này trông nó đẹp đẹp, khá thú vị. 500 yên cũng mãn nhãn. Giờ là hình hoa nhỉ, toàn là hoa. Bây giờ các cánh hoa đang bung ra hết ra, mọc thêm cả lá nữa rồi. Thôi mình uống nhanh nhanh rồi mình còn đi nha. Đây là một cái khu thương mại ở cái khu vực Odaiba mình đang đi chơi. Hiện tại thì đang ở bên ngoài đang là trời đang mưa và đang là ban ngày nha. Nhưng mà bên trong đây người ta thiết kế khá là đẹp. Bên trên là trần nha. Kiến trúc giống kiểu như là Italy ấy. Mình nhìn cũng thấy giống kiểu Pháp nhiều hơn ấy. Trông khá là đẹp nha. Đi vào trong đây ấm, đỡ phải đi ra bên ngoài trời đang mưa và lạnh. Đây có con robot hơi cao nhỉ. Vì quay cái này về cho thằng cháu mình xem, chắc là thằng cháu sẽ thích đấy. Đạt ơi, dì quay cho Đạt cái con robot nha. Được mệnh danh là ngã tư có một số người qua lại đông nhất thế giới ạ. Trước mặt mình là Starbucks Taya, đang đấy ngồi uống cà phê và ngắm cảnh đường phố nha. Hiện tại mình đang chờ đèn đỏ nên là hơi ít người. Với lại hôm nay trời mưa đấy, nên là nhìn bóng người che ô nên là nó cũng bị khuất một tí. Đèn xanh một phát là rất là đông người qua lại nha. Người đi bộ các thứ. Tình hình corona nên là chắc lượng người qua lại cũng bớt đi rồi. Ở cái ngã tư này có rất là nhiều biển quảng cáo lắm. Và những âm thanh của biển quảng cáo nghe đau hết cả đầu các bạn ạ.
mang con mèo của mình đi khắp thế gian. Mình đang ngồi ở Starbucks view xuống dưới là ngã tư Shibuya. Hôm nay trời mưa và hơi lạnh mọi người ạ. Hiện tại mình đang ở ga tên là ga Shinjuku. Cái ga này cũng là một trong những cái ga lớn của Tokyo, có rất là nhiều cửa ra vào nha. Và hiện tại đây có cảnh tượng mình thấy nó hơi lạ. Đây cũng là một phần góc khuất của những thành phố lớn, đó là có những người người ta cũng giải chiếu rồi giải chăn ở đây người ta ngủ qua mùa đông giá, kiểu như là những người không có nhà cửa các thứ ấy, cũng giống như là ở Hà Nội cầu Long Biên hay là một số cầu dưới chợ Long Biên ấy, người ta cũng ngủ dưới gầm cầu nhiều nha. Thì mình quay video cho mọi người xem nha. Đây là một đoạn trong hệ thống tàu điện ngầm của Nhật. Mình đang ở dưới lòng đất và đang đợi tàu đến. Tất cả dưới lòng đất hết nha. Ở đây có cả vừa nước sáng ấy, thì mình quay trên cao và dưới đây là dưới lòng đất. Mình đang chuẩn bị lên cái tòa tháp này nha. Hiện tại thì ở cái tháp này đang có sự kiện là trong trang trí những cái hình trong nhân vật Thanh Gươm Diệt Quỷ ấy, và phát sáng theo các màu của nhân vật. Và lát nữa mình lên thì mình sẽ chụp lại khung ảnh từ trên cao xuống dưới cho mọi người xem nha. Chờ mình xíu nha. Cao quá mọi người ạ. Mình đang ở trong cái tháp Sakaichi trong cái độ cao 350m. Và hôm nay ấy thì từ ngày 21 tháng 10 cho đến tầm tháng 1 năm sau đang có sự kiện là triển lãm cái cosplay của những cái hình ảnh trong phim Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và trong đây trưng bày rất nhiều hình ảnh của Thanh Gươm Diệt Quỷ nha. Và bây giờ mình sẽ quay từ trên cao xuống cho các bạn xem ở độ cao 350m. Cái dòng sông dài dài dưới kia đó chính là dòng sông Sumida. Nhắc tới dòng sông Sumida, mình lại nhớ đến công ty điện tử ở Hải Phòng, cũng có một công ty tên là công ty điện tử Sumida. Tokyo ánh sáng hoa lệ, buổi tối đèn đường rồi là đèn các tòa nhà cao chọc trời bật hết lên sáng rực rỡ. Không giống như là lần trước mình đi Hakodate ấy, thì ở đấy hơi bị rừng núi một xíu. Cái này là khu vực bán cái duy băng theo màu sắc của các hình nhân vật trong Thanh Gươm Diệt Quỷ ấy. Cái duy băng này hình như là tầm 350 yên hay 300 yên gì đấy. Đồ họa vậy ạ, mấy cái kiểu cosplay ấy. Đây sự kiện, đây chính là cô Chocho ấy, Inosuke và Zenitsu, Nezuko và Tanjiro. Đoạn này ở độ cao 450m ạ, cũng có trang trí những cái hình của Thanh Gươm Diệt Quỷ. Ở trên cao người ta có vẻ nó có vẻ thu hẹp hơn và người ta quay cũng kín hơn ạ. Rất nhiều các nhân vật luôn, các trụ cột ấy. Âm nhạc cũng của Thanh Gươm Diệt Quỷ.
Tokyo. Còn ông này là ông Inosuke nha, ông lặn rừng ấy. Trong đây vừa có tiếng chuông gió và vừa có ánh sáng đổi màu nha. Các bạn đợi chút nha. Đang đổi màu ánh sáng dần dần từ màu xanh sang màu trắng. Ba nhân vật trong Thanh Gươm Diệt Quỷ: Zenitsu, Inosuke và Tanjiro ạ. Những bạn nào xem bộ phim Thanh Gươm Diệt Quỷ thì nhìn cái sẽ nhận ra ngay ạ. Còn đây là Kocho và Nezuko. Và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi lần tới nha.